Tiếp đến ta sang bài số 3, đề 2. Đề bài là cho hai số nguyên dương M và N, thực hiện phân tích MN thành tích các cái thừa số nguyên tố. Sau đó sau khi phân tích xong thì người ta hỏi rằng là hãy đếm số lượng số nguyên tố của M, thừa số nguyên tố của M mà không xuất hiện trong thừa số nguyên tố của N. Ví dụ với số như khi với M bằng 30, N bằng 22, khi phân tích ra ta được là 2 nhân 3 nhân 5. Và N ở đây các bạn thấy là nó bằng 2 nhân 11. Vậy thì khi đó ta thấy rằng trong các thừa số nguyên tố này thì có mỗi số 2 ở đây nó xuất hiện ở phía dưới. Có thằng 3, thằng 5 là không xuất hiện, đúng không? Nên trong đề bài người ta yêu cầu đếm thừa số nguyên tố không xuất hiện. Người ta hỏi thừa số không xuất hiện chứ không phải đếm thừa số xuất hiện, không phải là thừa số chung nhé. Vậy thì khi đọc đề thì một số bạn sẽ đọc hiểu sai đề chỗ này, và các bạn nên quay về bài toán là đi tìm thừa số nguyên tố chung của hai cái mà cái người ta hỏi là cái phần nửa còn lại cơ, đó là cái phần không chung, chỉ xuất hiện trong thằng thứ nhất và không xuất hiện trong này là bài thứ hai. Vậy thì với cái bài toán này nào, Kỳ Phương, ta có input của bài toán, ta thực hiện là nhập là M và N. Output của bài toán người ta cần tìm cái gì? Người ta đã đưa ra số lượng. Đấy. Người ta đưa ra số lượng. À, trong bài làm của các em hoàn toàn có thể để trình bày thêm cái nội dung như trên. Sau đó ta có thuật toán để giải bài toán. Thuật toán để giải bài toán này thì các bạn nhận thấy rằng để bài này thì người ta đề cập đến phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố. Vậy thì trong code của mình các bạn phải tổ chức được cái thủ tục phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố. Và khi phân tích này thì ta có nhiều kỹ thuật cài đặt. Ta hoàn toàn có thể copy và paste cái thủ tục này thành hai lần. Được chưa? Ta có thể copy paste nó thành hai lần cho mình nhé. Cái tâm thế ngồi học đã không nghiêm túc thì làm sao mà hiểu bài. Cách thứ hai, ta phân tích số này thành các cái thừa số nguyên tố. Đề bài người ta hỏi là các thừa số này mà không xuất hiện trong các thằng kia. Như vậy thì về bản chất ta chỉ cần lưu các thừa số nguyên tố khác nhau. Ta chỉ lưu các thừa số nguyên tố khác nhau. Được chưa? Vậy thì ở đây thì ta nhận thấy như sau. Ta sẽ tiếp cận bài toán theo cái hướng phân tích nó thành tích các thừa số nguyên tố. Vậy thì ta có thể tổ chức một thủ tục phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố, hoặc ta code trực tiếp vào chương trình chính. Vậy thì ta trình bày theo cách thứ nhất để các bạn làm quen. Bước 1, ta sẽ thực hiện nhập M và N. Bước thứ hai, ta sẽ thực hiện phân tích M thành tích các thừa số nguyên tố khác nhau, lưu vào một cái set C. Các bạn sử dụng Pascal thì ta sử dụng mảng. Chú Ngọc Anh có làm thế này không? Ngọc Anh có làm như thế này không? Rồi. Vậy thì ở bước thứ 3, sau khi để phân tích được thằng này lưu vào các thừa số nguyên tố khác nhau thì ta sẽ thực hiện như sau. Thì tại ở đây thì thầy code trực tiếp ở trên Google thì ta nhận thấy bắt đầu thì ta nhận thấy cái thừa số nguyên tố bé nhất. Thừa số nguyên tố bé nhất. Thừa số nguyên tố bé nhất là số 2, nếu mà có thể có. Vậy thì ta có chừng nào thằng y nhân với thằng y mà nhỏ hơn hoặc bằng thằng này. Ta đang thực hiện phân tích M. Đấy. Thì ta thực hiện các cái công việc như sau. Ta đang đi theo cái giải thuật phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố cổ điển. Thì ta nhận thấy rằng là chừng nào mà thằng M mà đang còn chia hết cho thằng y và M đang còn lớn hơn không thì thực hiện hai việc. À, được
thì ta thực hiện công việc đẩy y vào trong cái set C. Và sau đó y m của thầy còn lại là bằng m chia cho y. Sau vòng lặp này thì ta nhận thấy nếu m không chia cho y nữa thì ta tăng y lên. Như vậy ta đã sang phân tích m thành tích các thừa số nguyên tố. Thứ Đức ngồi xuống. Bảo vệ vị trí. Nhật Minh tập trung nào. Thắng quay mặt lại đây mà nhìn xem nội dung bài giảng đi. Nếu không cần nghe nữa thì nghỉ về. Đây là cái ta cần phải trình bày được vào trong vở khi người ta đề cập đến việc phân tích một số tích các thừa số nguyên tố. Ở đây ta khai báo một cái set C1. Các bạn nào sử dụng mảng thì các bạn ghi C++K bằng thằng Y. Còn nếu không dùng set thì ta sử dụng này. Các bạn khai báo một cái set là kiểu dữ liệu tập hợp và là set C1. Ưu điểm của set lưu các phần tử khác nhau. Như vậy ở bước 2 xong, ta copy thẳng bước 2 xuống. Ta gọi nó là set C1 nhé. Ta sang bước 3. Mẹ mấy cái thằng kia. Ở bước 3 ta phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố lưu vào set 2. Thì chừng nào y nhân n mà đấy và chừng nào n đã còn là thừa số nguyên tố của y và n lớn hơn 0 thì đẩy nó vào set C2. Hoặc là các bạn lưu vào mảng C2. N còn lại bằng n chia cho y. Vậy khi người ta đề cập đến phân tích các số này thành tích các thừa số nguyên tố thì các bạn phải cốt ngay vào trong vở được. Có khoảng tầm 20 dòng, 2 dòng này. Tới đây ta đã phân tích xong set C1 chứa các thừa số nguyên tố của N, set C2 chứa các thừa số nguyên tố khác nhau của M và N, C2 là của M. Vậy thì bây giờ công việc của mình quay trở lại đề bài, người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi các thừa số đang nằm trong C1 có bao nhiêu thằng không xuất hiện trong thằng C2? Có bao nhiêu thằng không xuất hiện trong thằng C2? Vậy thì theo ý tưởng đấy thì ta sẽ thực hiện khởi tạo một cái biến đếm, bắt đầu khởi tạo bằng 0. Và ta sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các cái giá trị x nằm trong thằng C1. Và khi đó ta có nếu tìm kiếm, ta có C2.file. Ta sử dụng cái hàm file thằng x cộng 1. Mà lớn hơn 0. Nếu thằng C2.file x cộng 1 lớn hơn 0, điều này có nghĩa là x có xuất hiện trong set C2. Thì ta tiếp tục làm việc. Thì ta tiếp tục làm việc thì ta sử dụng từ continuous. Nó có từ khóa này. Thì nó sẽ tự động tăng x sang thằng kế tiếp. Ngược lại thì chúng ta sẽ thực hiện tăng biến đếm lên. Tại sao ta tăng biến đếm lên? Bởi vì khi thằng x không xuất hiện trong C2 thì đó chính là một thừa số nguyên tố khác nhau của thằng m không xuất hiện trong n. Và đó chính là cái ta cần tìm. Vậy thì ta sang bước 5. Ta thực hiện là đưa thằng z ra. Chỗ phần này các bạn nắm ra vững rồi chứ? Nhưng mà cái này là cái này. Cái này là cái này.
Rồi, chỗ này có các bạn có thể cài đặt được cái đoạn chương trình như trên không? Thời gian cài được không? Về nhà ngồi tự cài lại, không sao chép code của bất cứ bạn nào. Rồi, ta bổ sung thêm Hiếu Đức nhé, thêm là có trường hợp lên là nếu thằng M mà lớn hơn 1 thì C1.insert thằng M vào. Đấy, riêng mà ngồi nhắc mấy đứa là coi như quên luôn là thuật toán. Tài thật. Hoàn toàn được. Nộp lên server nhá. Làm theo cách khác thì nộp lên server. Như vậy thì với cái ý tưởng như trên thì chúng ta đã nhận thấy rằng bài toán nó quay về đếm số lượng các phần tử khác nhau của hai tập hợp. Đây đó chính là phần bù của hai tập hợp. À không, không phải bù, nó gọi là phép toán trừ hai tập hợp. Lấy thằng set C1 trừ set C thằng 2 là số lượng phần tử thuộc thằng này nhưng không thuộc thằng kia. Được chưa? Ở chỗ này có ai thắc mắc gì không? Nhiệm vụ của các bạn về nhà xem video và cài đặt hoàn toàn được chương trình nhé. Chúc các bạn thành công. Đây, sửa lại ở đây cho nó. Rồi, Thiện có đề xuất một cái ý tưởng là bạn ấy sẽ phân tích một số này thành tích các thừa số nguyên tố và bạn đánh dấu rằng cái thừa số nguyên tố này có xuất hiện ở trong thằng thứ nhất và trong mảng U1, đánh dấu nó xuất hiện ở trong mảng U2 và khi đó nó vừa xuất hiện nó mà khi đó bạn duyệt trong phạm vi từ 1 cho đến 100.000. Nếu cái biến y đó vừa xuất hiện trong U1 nhưng không xuất hiện trong U2 thì chứng tỏ rằng đó là một cái phần tử khác nhau và bạn tăng biến đếm lên. Ý tưởng rất hay. Vẫn bài đấy. Đây là một ý tưởng rất hay. Các em nộp bài tên file là bài Friday nhé. Đây thầy giới thiệu ghi lại. Ở trên đây là bài số 3 của đề số 2. Lần này thì chúc các bạn thành công thật.